Ngày 15 tháng 2, người dân các tỉnh trở về Bình Dương đi lễ hội rằm tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội có đông người về dự nhất Đông Nam Bộ. Năm nay, cao điểm dịch đã qua, miếu Bà Thiên Hậu và các chùa ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã mở cửa để người dân vào thăm viếng. Dù rất đông du khách về dự lễ hội rằm tháng Giêng ở Bình Dương, nhưng nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện. Trên các tuyến đường cách mạng tháng 8, đường Y Ác Xanh, người dân chuẩn bị đồ ăn miễn phí để phát cho du khách. Luôn tay. Phần này bán ở ngoài thị trường là chắc là cũng khoảng 12 đến 15 ngàn, rẻ thì ngoài thị trường là chắc bán bày thị trường giờ là bán là 15 ngàn. Dạ. 15 ngàn một phần. Đó, tụi cô là nâng đỡ lẫn nhau để cho mọi người cho vui thôi chứ không tính về tiền bạc. Dạ. Đây các bạn, đây là nhóm từ thiện Tâm Bồ Đề đã thực hiện là làm cái đồ ăn chay để cho những người đi lễ chùa, những người bán vé số, những người nghèo có cái đồ ăn bữa sáng. Và hôm nay thì các cô ở đây đã dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cái đồ ăn cho du khách thập phương trở về đi lễ hội chùa Bà. Được.
coi con coi đấy. Rồi đây. Thấy không? Cho xin hai em bốn em. Thưa cô thì xuất phát từ cái suy nghĩ như thế nào mà hôm nay mình lại thực hiện cái chương trình phát cái đồ ăn miễn phí cho người dân đi lễ chùa? Trước tiên thì tôi xin chào hết tất cả các anh chị đã xem vào chương trình này hoặc đọc qua cái bài viết này. Từ thiện của tôi là từ thiện Tâm Bồ Đề, là bếp ăn phát cho bệnh viện 502 giường, bệnh viện y học cổ truyền và bệnh viện phục hồi chức năng. Và thông lệ từ hàng năm thì đây không phải là lần đầu, vì bếp ăn của tôi là có từ năm 2000 cho tới ngày hôm nay. Thì cái lễ hội chùa Bà thì bếp ăn của tôi cũng nằm tại ngay cái số nhà là 481A tổ 33 khu 5 đường Cách Mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Một, tỉnh Bình Dương, cũng gần kế bên chùa Bà. Vì lẽ đó cho nên là hàng năm đã lâu xa nay rồi, chứ không phải là một ngày hôm nay, thì cứ là thông lệ cứ tới là ngày 14 và ngày rằm thì từ thiện Tâm Bồ Đề sẽ phát tâm nấu một bữa thức ăn để là cho tất cả những người đi chùa hoặc là bà con ở đây, ai có nhu cầu mà dùng thì người ta đến nhận. Hôm nay thì mình đã làm bao nhiêu cái phần ăn, và cái phần ăn này là cái phần như thế nào? Hôm nay thì làm là 140 kg bánh ướt và 30 kg chả. Còn riêng mà những cái gia vị rau đồ hành này nọ, cái đồ đó thì coi như là nó sẽ kèm giao vào cái số này. Cái nguồn tài chính ở đâu để mình đi làm cái việc này ạ? Xin nói là cái nguồn tài chính thì chưa có một cái tài chính chính thức của ai tài trợ. Đây là tất cả là từ ở trong từ thiện Tâm Bồ Đề, là anh chị em đóng góp và một số là coi như tiểu thương ở chợ và tất cả là mạnh thường quân Sài Gòn, thì mỗi người đóng góp một chút để tạo nên một bữa ăn ngày hôm nay phát cho tất cả những người đi chùa cũng như bà con ở gần chung quanh đây cần nhu cầu để lấy ăn. Khi mình thực hiện cái việc này thì mình cảm thấy vui không ạ? Dạ rất là vui và rất là trong lòng thì làm là cứ hàng năm là làm, cho nên thành thử ra đó là thông lệ. Và trong lòng tất cả anh chị em gồm có là 14-15 người làm, mà từ 4 giờ sáng là làm cho tới bây giờ là mới đủ được cái số mà coi như là thực phẩm để mà chế biến ra cái bữa thức ăn hôm nay, bánh ướt. Đây. Hello, xin chào. Cô ơi, cho cô nghỉ tay chút xíu cho con hỏi cô đôi câu ạ. Rồi, ăn con cứ hỏi. Sáng hôm nay thì cô thức dậy từ mấy giờ để làm cái việc này và cô cảm thấy vất vả không ạ? Ơi, cô không có thấy vất vả, coi như là cô nói ha, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng đầu xuân năm Nhâm Dần năm 2022, là nhóm từ thiện của tổ Bồ Đề của tụi cô có phát tâm để là cho những món ăn trước á, là trước á là coi như là làm cũng nhiều năm rồi, nhưng mà cho ở bệnh viện thì nhiều. Hôm nay là mới là ngày rằm, coi như là vừa cho trong bệnh viện mà vừa cho những người đi hành hương. Và tất cả các chị em đến đây thì cũng có làm tâm tự nguyện hết, không có thấy gì mệt mỏi, làm rất là vui. Từ hồi lúc 4 giờ phía tới bây giờ, nhưng mà bắt đầu làm thì ngày hôm qua, là các chị em đến để phụ nhau, chung tay góp sức nhau để làm, để cho mọi người đi hành hương. Có một chuyến đi hành hương là cô bác có quà để mà ăn, để cho mà không đói, rất là vui mừng. Là cô làm cô cũng cảm thấy là vui. Cô cầu mong sao mà những người đi hành hương về đi lễ về là gặp được nhiều may mắn.